Vũ Tâm xin chào anh em. Trên màn hình của anh em đó là cái cây cơ của thiên tài bây giờ thế giới của rồng. Cái cơ này nếu như là một cây cơ mới thì do giá của nó là 49 triệu anh em nhé. Và Vũ Tâm sẽ để cho anh em chúng ta thấy cây cơ này là cây cơ khách của Vũ Tâm mua cây cơ G-Power với giá 138 triệu và khách bù 100 triệu để lấy cây G-Power. Và cây này khách đang gửi lại cho Vũ Tâm đó là 38 triệu anh em nhé. Một gốc một ngọn S20. Ngọn S20 này còn mới toanh nè. Anh em thấy còn mới toanh luôn nha. Đầu đã khách đã thay đầu cu rồng rồi. Đó. Vũ Tâm sẽ quay cho anh em xem cái độ bén của cây cơ này. Chắc chắn là anh em và Vũ Tâm, anh em nếu như mua cây cơ này nó cơ mới anh em cũng không bao giờ biết. Thật sự là như vậy. Tại vì nó chưa có trầy một chút xíu nào hết anh em ạ. Góc của cây cơ này. Đó. Rất là long lanh. Cây cơ của cu rồng Amalia, cây cơ này có số thứ tự là 412. Còn giấy tờ đầy đủ nha anh em. Còn giấy tờ đầy đủ nha. Đó. Đây là cây cơ gốc cơ mới nè anh em nè. Đây gốc cơ mới nè, chú Tâm đưa anh em qua gốc cơ mới và gốc cơ cũ. Nó giống nhau hoàn toàn. Nếu mà Vũ Tâm mà không đăng lên nói bán cơ mới anh em cũng không bao giờ biết được anh em nhé. Nên khách gửi 38 triệu bán đúng 38 triệu. Nên anh em chúng ta mua hàng của Vũ Tâm thì biết rồi nào biết rồi. Mua nói giá nào bán giá đó anh em nha. Rồi, cơ này cơ khách gửi. Anh em mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với số Zalo của Vũ Tâm 0945913999. Hoặc anh em có thể tới trực tiếp nhà của Vũ Tâm. Vô Google bấm chữ phụ kiện bây giờ Vũ Tâm là tới nhà Vũ Tâm rồi. Vũ Tâm sẽ quay lại cái cơ cho anh em chúng ta thấy nè. Đó, góc của cái cơ nè. Mới còn mới toanh luôn nha. Anh em là tìm ra được một cái vết sẹo, vết gì đó Vũ Tâm tặng luôn cái cơ. À, giấy tờ đầy đủ để Vũ Tâm lấy cái giấy đó cho anh em chúng ta xem. Đây cái giấy của nó nè. Giấy tờ đàng hoàng. Tháng 3 năm 2021. Cái cơ này về Việt Nam thì nói về Việt Nam thôi. Đó, cái cơ rất là mới. Ngọn là mập ú ù luôn nha, ngọn S20 mập ú ù. Rồi, anh em mua hàng có thể gọi điện trực tiếp với số Zalo của Vũ Tâm 0945913999. Vũ Tâm xin cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ cơ Bia và phụ kiện Bia Vũ Tâm. Muốn xem nhiều mẫu hơn có thể vào website phụ kiện bia.com. Xin chào, hẹn gặp lại.